Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia dự án có tên là Blycat, nhận 1.000 tốc cần có hiệu là BLC nữa. Thì con tốc cần BLC này sau khi các bạn làm góp thì nó sẽ phân phối cho các bạn trong vòng 24 giờ các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link dưới video phần mô tả, mình mở link phong các bạn. Dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ binb.com/20 mình. Mình sẽ chép. Sau đó các bạn dán vào đây. Rồi bạn nhập vào tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi bạn bấm submit các bạn. Rồi, đây con sắt của nó nè các bạn. Đây link ghép của mình nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn son Telegram nè. Copy like và post. Rồi các bạn son vào kênh group các bạn. Sau đó các bạn nhập vào Twitter nè. Trên tờ Twitter thì bạn theo dõi các bạn like, các bạn chích chẳng như tờ tweet nè. Các bạn dán hashtag đó và tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Món tờ tweet nè. Thì hashtag từ chữ thăng blast nè, tới chữ bc nè các bạn. Rồi sau đó các bạn điền lời username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Đây mình đã lấy username Telegram mình các bạn. Trên Telegram thì bạn nhập cho ba anh cùng nè, nhập vào setting nè, copy username của mình nè, à cộng anh 5 số 2. Một, hai, ba, bốn, năm. Tiếp tục ngoài điện lượng username tư tư tất cả các bạn nha bạn. VNNH9 nè các bạn. Rồi bạn chỉ bấm submit thôi bạn. Ok, vậy là xong rồi các bạn. Thì chương trình nó góp nó sẽ phong phối trong vòng 24 giờ nữa các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.